Bản tin sáng ngày 30 tháng 9. Thêm kinh phí mua 20 triệu liều vaccine Trung Quốc. Khóa tay người dân ép đi test, bí thư phường xin lỗi vì nóng vội. Hơn 1.700 giấy xét nghiệm âm tính không có họ tên. Giá kit test nhảy múa, Bộ Y tế liên tiếp đưa thông cáo giải thích. Công nhân không thể đi làm vì phường chậm xác nhận hoàn thành cách ly. Nghệ An, 200.000 liều vaccine nằm kho nửa tháng chờ phiếu xuất xưởng. Hơn 8.700 ca nhiễm mới, số ca tử vong cao thứ 10 châu Á. Xin kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn nghe tin tức của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị một ngày mới an lành và tôi là Hải Âu, rất vui được đồng hành cùng quý vị. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những thông tin chi tiết. Thêm kinh phí mua 20 triệu liều vaccine Trung Quốc. Ngày 29 tháng 9, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định bổ sung kinh phí mua và tiếp nhận 20 triệu liều vaccine Verocell của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc. Trước đó, ngày 21 tháng 9, Chính phủ đã có nghị quyết về việc mua vaccine phòng COVID-19 Verocell của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc. Theo nghị quyết này, các điều kiện được đưa ra để mua 20 triệu liều vaccine Verocell là chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vaccine hoặc việc sử dụng vaccine, chấp nhận phương thức thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng, chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, việc ký kết, hiệu lực, giải thích, thực hiện và giải quyết tranh chấp hợp đồng áp dụng theo luật pháp của Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp do Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết. Khóa tay người dân ép test, bí thư phường xin lỗi vì nóng vội. Như thông tin chúng tôi đã đưa trước đó về sự việc tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi lực lượng chức năng cưỡng chế, phá cửa nhà và khóa tay một người phụ nữ đi xét nghiệm nhanh COVID-19 trước mặt những đứa trẻ có trong căn hộ. Trong chiều 29 tháng 9, trả lời báo chí ông Võ Thanh Quan, bí thư phường Vĩnh Phú đã xin lỗi với lý do đưa ra là vì đã nóng vội khi cưỡng chế người phụ nữ đi test COVID-19. Tuy nhiên, phía người dân này cho rằng không chấp nhận lời xin lỗi đó và thêm rằng sức khỏe là vấn đề quan trọng nên chủ động chăm sóc hàng ngày. Việc bị lấy mẫu xét nghiệm, chọc mũi nhiều lần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi từ chối vì không an toàn cho bản thân, đồng thời lúc đó cũng đang bận dạy học. Xét dưới góc độ pháp lý, nhiều luật sư cho rằng hành động phá cửa, đột nhập vào nhà và cưỡng chế người dân đi xét nghiệm là vi phạm pháp luật, vi phạm quyền con người. Theo luật sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc công ty Luật Thế giới Luật Pháp nói, xét nghiệm là một trong những biện pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh, do đó việc người dân từ chối xét nghiệm là sai. Tuy nhiên, việc người dân sai không đồng nghĩa với việc chính quyền hành xử như thế nào cũng được. Ông Sơn nói thêm rằng, việc chính quyền đem lực lượng xuống phá khóa vào nhà, bẻ trái tay người dân đem đi xét nghiệm là trái quy định và là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để bắt giữ người trái pháp luật, xâm phạm chỗ ở của người khác. Hơn 1.700 giấy xét nghiệm âm tính không có họ tên. Ngày 29 tháng 9, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa cho biết đang yêu cầu Trung tâm Y tế thành phố thu hồi phiếu xét nghiệm xác nhận âm tính COVID-19 cho công nhân song không ghi thông tin người được lấy mẫu. Đầu tháng 9, Trung tâm Y tế thành phố Thanh Hóa đã xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho người dân và công nhân trên địa bàn. Tuy nhiên, nhiều người dân phản ánh trên phiếu ghi kết quả xét nghiệm âm tính song không ghi ngày tháng hay họ tên người được lấy mẫu. Phiếu này sau đó được người dân dùng để di chuyển trên đường, ra vào cơ quan, công sở, nhà máy, v.v. Bà Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa cho biết, tổng số giấy chứng nhận âm tính COVID-19 bỏ trống thông tin mà Trung tâm Y tế thành phố đã cấp là 1.778 giấy. Sau khi phát hiện sai sót, các đơn vị liên quan đã thu hồi 1.752 giấy, còn 26 giấy chưa thể thu lại. Theo bà Nga, nguyên nhân cấp giấy chứng nhận bỏ trống thông tin là do số lượng công nhân đông nên các tổ lấy mẫu không ghi cẩn thận, nhiều phiếu để trống. Giá kit test nhảy múa, Bộ Y tế liên tiếp đưa thông cáo giải thích. Từ tối muộn 28 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9, Bộ Y tế đã gửi đi hai thông cáo báo chí giải thích xung quanh các ý kiến về giá kit xét nghiệm đang được cho là có bất thường. Trong hai thông cáo báo chí phát hành liên tục xung quanh vấn đề kit test nhanh, Bộ Y tế nói nhiều đến 6 điểm. Trong đó cho rằng giá kit xét nghiệm khác nhau tùy thuộc chủng loại, tiêu chuẩn, nguồn gốc xuất xứ, số lượng mua, thời điểm và diễn biến của dịch bệnh. Bộ Y tế cũng cho biết đã có hướng dẫn các đơn vị công lập điều chỉnh giá xét nghiệm theo giai đoạn này. Trước đó ngày 1 tháng 7 năm 2021, áp giá là 238.000 đồng một test nhanh, thực hiện thực thanh thực chi.
Ngoài ra, Bộ Y tế nhắc đi nhắc lại, khẳng định chưa mua test nhanh, việc đấu thầu do đơn vị, địa phương. Theo đó, những ngày gần đây đang xôn xao liên quan đến giá kit test nhanh. Ngoài nguồn test nhanh được các tổ chức, cá nhân tài trợ, hiện đã có nhiều tỉnh thành, bệnh viện tổ chức đấu thầu riêng lẻ mua test nhanh. Mức giá trúng thầu thông thường là từ 100 đến 160.000 đồng một test, thấp hơn nhiều so với giá 238.000 đồng một test mà Bộ Y tế quy định. Không cần xét nghiệm với khách đi máy bay, tàu hỏa nếu đã tiêm một mũi vaccine. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách tại các địa phương đang thực hiện nới lỏng. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị với phương tiện giao thông công cộng đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, trừ đường hàng không áp dụng theo văn bản riêng, cho phép hoạt động tại địa phương vùng có nguy cơ thấp và trung bình, hoạt động dưới hoặc bằng 50% công suất tại địa phương, vùng có nguy cơ cao dừng hoạt động tại địa phương, vùng có nguy cơ rất cao, trừ xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ có vách ngăn với khách, thanh toán điện tử. Với hành khách đi phương tiện giao thông công cộng, Bộ Y tế đề nghị tuân thủ thông điệp 5K và khai báo y tế. Xét nghiệm COVID-19 bằng PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ khi đi máy bay, tàu hỏa, tàu thủy, trừ tuyến từ bờ ra đảo và ngược lại. Đáng chú ý, Bộ Y tế khẳng định không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm một liều vaccine sau 3 tuần, hoặc đã tiêm đủ liều vaccine, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng. Công nhân không thể đi làm vì phường chậm xác nhận hoàn thành cách ly. Ngày 29 tháng 9, khoảng 200 người là những F không khỏi bệnh đã tập trung lên trạm y tế lưu động ở TC1, khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để nhận kết quả hoàn thành cách ly tại nhà. Tuy nhiên sau đó, mọi người đã phải thất vọng ra về. Đây là những F không khỏi bệnh hết thời gian hoàn thành cách ly tại nhà, nhưng nhiều lần đến y tế phường vẫn chưa được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế để đến công ty tham gia sản xuất. Nhiều người dân cho biết việc cấp giấy xác nhận chậm ảnh hưởng đến quá trình làm hồ sơ để quay lại công ty sản xuất. Hơn nữa, việc y tế địa phương yêu cầu đi lên đi xuống nộp hồ sơ trực tiếp sẽ làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh khi người dân tập trung đông không đảm bảo khoảng cách 2 mét. Về vấn đề chậm cấp giấy xác nhận cách ly y tế tại nhà, Ủy ban nhân dân phường Thới Hòa cho biết do nhân viên y tế phải đi test COVID-19 ở điểm đỏ và tiêm ngừa vaccine nên thiếu nhân lực. Nghệ An, 200.000 liều vaccine nằm kho nửa tháng chờ phiếu xuất xưởng. Chiều 29 tháng 9, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 200.000 liều vaccine Verocell đã được tỉnh nhận về từ kho quân khu 4 từ gần nửa tháng nay. Nhưng chưa thể tiêm cho người dân do phải chờ phiếu xuất xưởng của Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế của Bộ Y tế. Đây là số liều vaccine Verocell mà tỉnh Nghệ An nhận nhiều nhất từ trước cho đến nay. Nghệ An đã tiêm được 540.556 liều trong tổng số 552.940 liều được phân bổ, đạt tỷ lệ 97,76%. Trong đó có 90.140 người đã hoàn thành 2 mũi và hơn 414.000 người được tiêm ít nhất 1 mũi. Đà Nẵng, người dân vùng thực hiện chỉ thị 15, chỉ thị 16 không được vào địa phương. Hiện có khá nhiều thông tin việc người dân chuẩn bị trở về Đà Nẵng sau nhiều ngày bị kẹt lại tại các tỉnh thành như là Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, thì đây có lẽ là thông tin mà khá nhiều người quan tâm hiện nay. Tối 29 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn hướng dẫn công dân từ các địa phương khác có nhu cầu đi vào thành phố. Theo đó, thành phố Đà Nẵng quy định người dân được vào thành phố phải đến hoặc về từ các khu vực, tổ, xóm, thôn, ấp không có ca mắc trong cộng đồng trong vòng 14 ngày, khu vực không thực hiện cách ly, phong tỏa, xã phường không đang áp dụng chỉ thị số 15, chỉ thị số 16, khu vực không phải là khu vực nguy cơ cao, nguy cơ rất cao. Người vào phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ bằng phương pháp real-time PCR hoặc test nhanh. Trước khi vào thành phố Đà Nẵng, người dân thực hiện đăng ký trực tuyến để được cấp mã QR code tại chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố Đà Nẵng, sân bay, nhà ga, bến xe, bến cảng. Người dân xuất trình QR code đã được cấp kèm theo giấy tờ tùy thân và kết quả xét nghiệm âm tính rồi di chuyển thẳng về nơi lưu trú. Hơn 8.700 ca nhiễm mới, số ca tử vong cao thứ 10 châu Á. Ngày 29 tháng 9, Bộ Y tế ghi nhận 8.758 ca nhiễm mới, trong đó có 14 ca nhập cảnh và 8.744 ca ghi nhận trong nước, tăng 4.161 ca so với ngày trước đó tại 33 tỉnh thành phố và có 4.984 ca là ca nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể như sau: Thành phố Hồ Chí Minh với 4.699 ca, Bình Dương 2.389, Đồng Nai 899, Long An 132, Sóc Trăng 112, Kiên Giang 82, Tiền Giang 68, An Giang 63, Cần Thơ 42, Hà Nam 36, Khánh Hòa 32, Bình Thuận 29, Tây Ninh 23, Bạc Liêu 22,
và rải rác tại các tỉnh thành khác. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 779.398 ca nhiễm, đứng thứ 44 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày, Bộ Y tế cũng ghi nhận thêm 162 ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh với 113 ca, Bình Dương 33, Đồng Nai 3, An Giang 3, Kiên Giang, Long An, Đồng Tháp mỗi địa phương 2 ca, Cần Thơ, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang mỗi địa phương 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay đã là 19.098 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10 trên 49 quốc gia và vùng lãnh thổ. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày mới an lành và tràn đầy sức khỏe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.